Trong dải sản phẩm của Ryzen 5 từ trước tới nay, anh em thích nhất và ấn tượng nhất với mẫu CPU nào? Đối với mình, đó chính là mẫu CPU mạnh nhất ở trong Ryzen 5, đó chính là Ryzen 5 5600X. Ngày xưa thì Ryzen 5 5600X có mức giá khá cao, thế nhưng tính tới thời điểm hiện tại thì mức giá cũng hạ thấp đi rất nhiều. Thế nên nếu như anh em đang cần tìm mua một cấu hình full AMD thì hoàn toàn có thể cân nhắc và lựa chọn. Thì với Ryzen 5 5600X trong khoảng giá 6 triệu đồng cho một mẫu CPU thì AMD sẽ trang bị cho anh em một bộ CPU có 6 nhân và 12 luồng xử lý, xung nhịp sẽ từ 4.2 cho đến 4.3 GHz. Những cái thông số như vậy thì anh em sẽ đọc được ở bất kỳ trang web nào và đều là những thông số cơ bản của mẫu CPU AMD Ryzen 5. Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là cái trải nghiệm sử dụng mang lại có ổn hay là không. Và mình sẽ xét trên là hai khía cạnh. Đầu tiên là xét trên cái khía cạnh lợi thế. Thì với những mẫu CPU AMD từ trước tới nay đều sử dụng socket là ARM4 cực kỳ thịnh hành, thì gần như đây là một trong những mẫu CPU tốt nhất để em có thể lựa chọn dành cho socket ARM4. Tất nhiên thì ở trong tương lai và tính tới thời điểm hiện tại thôi, anh em có thể xem những thông tin liên quan đến socket mới của AMD là socket ARM5. Còn về mặt hiệu năng của ARM5 thì chúng ta vẫn cần phải cái thời gian có thể trả lời từ 1 đến 2 năm nữa. Và bên AMD cũng đã xác nhận là ARM4 và ARM5 sẽ đi song hành cùng nhau. Và để có thể trải nghiệm được đầy đủ nhất những công nghệ mà AMD Ryzen 5 5600X có thể mang lại, thì một công nghệ đấy có tên gọi là PCIe 4.0. Tuy nhiên, cái đấy sẽ phải tùy thuộc vào mức đầu tư của anh em, cái game anh em chơi có hiệu quả hay là không, những tựa game mới trên thị trường thì mới có thể hỗ trợ, và chúng ta phải cần thêm một số những cái khía cạnh nữa để có thể phù hợp được cái tính năng đấy. Và mình muốn nói tới một cái khía cạnh khác, đó chính là cái khía cạnh thực tế khi chúng ta sử dụng. Cái quan trọng mình muốn nói tới ở đây đó chính là mặc dù cái thông số của Ryzen 5 5600X khá là cơ bản thôi, thế nhưng cái lượng MSCAC ở trong CPU là rất cao và cái IPC của cái AMD Ryzen 5 cũng khá lớn. Cái IPC ở đây là gì? IPC nếu như anh em muốn hiểu một cách đơn giản và ngắn gọn thì đây là thể hiện cho cái hiệu năng đơn nhân của CPU. Cái IPC càng cao tức là cái hiệu năng đơn nhân của CPU rất tốt. Thì với hiệu năng đơn nhân tốt thì sẽ mang lại lợi thế gì? Đó chính là khi anh em chơi những cái tựa game online, cụ thể là những cái tựa game FPS, thì cái mức FPS mang lại là rất cao hoặc là những cái độ ổn định là rất tốt. Thì mình sẽ ví dụ luôn, thì với cái sức mạnh đơn nhân cao, cái tựa game như Valorant, cái mức FPS có thể đạt được là cực kỳ cao. Trong những cái không gian hẹp thì hoàn toàn có thể đạt được là 600 FPS và khi mà chúng ta chơi game thì ổn định sẽ duy trì ở 300 FPS. Như vậy là rất tốt để chúng ta có thể dùng cho mục đích thuần chơi game. Và vì vẫn sử dụng socket ARM4, thế nên anh em có thể chọn mua bất kỳ một mẫu bên nào trên thị trường hỗ trợ cái socket ARM4 là đã có thể sử dụng được rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau nói về cái PCIe 4.0 đi. Đây là công nghệ được AMD ra mắt, mình nhớ không nhầm là năm 2020. Bây giờ thì cũng đã có một công nghệ khác có tên gọi là PCIe 5.0 rồi. Thế nhưng 4.0 còn chưa tận dụng hết thì 5.0 có lẽ sẽ là một cái câu chuyện dài. Thì với cái PCIe 4.0, anh em nên đầu tư một mẫu main support sẵn để chúng ta đỡ mất thời gian để có thể nâng cấp lâu dài. Thì ở đây mình lựa chọn mẫu main đến từ Acer có tên mã là Acer TUF Gaming B550. Thì với chipset B550 thì đã support cho PCIe 4.0 rồi, support trên cả khe SSD lẫn khe X16. Thế nên nếu như anh em có điều kiện thì nên đầu tư một cái ổ SSD PCIe 4.0 để có thể sử dụng. Còn cả đồ họa của AMD bây giờ tất cả đều support cho cái PCIe 4.0 rồi. Thì với những cái phong cách thiết kế của cái mẫu main TUF này thì toàn bộ heat sink ở đây là heat sink rất lớn và che đi một phần những cái cổng IO, và những cái cổng IO đằng sau đây được trang bị rất nhiều. Anh em hoàn toàn không phải quan tâm đến cái khía cạnh đúng không, nâng cấp Bluetooth hay là Wi-Fi nữa, bởi vì mẫu main này đã trang bị sẵn Wi-Fi 6 và Bluetooth 5.0. Về mặt khả năng nâng cấp thì sẽ liên quan đến RAM. Trên mẫu main đây sẽ sử dụng là 4GB RAM và mình sẽ lắp sẵn là 2TB RAM 8GB để lấy dual channel. Thì với CPU của AMD, anh em thông thường chỉ quan tâm đến cái cạnh bus RAM và một chút liên quan dual channel, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến hiệu năng của CPU. Và cái lời khuyên của mình đó chính là anh em sử dụng những bus RAM từ 3000 cho đến 3200 là phù hợp nhất. Tất nhiên là chúng ta có điều kiện thì vẫn có thể đầu tư những bus RAM cao hơn, thế nhưng cái hiệu quả mang lại thì cũng chỉ đến mức đấy, nó chỉ chênh nhau một chút thôi, mà chi phí đầu tư chúng ta bị đẩy lên rất nhiều. Và để hoàn thiện được thì ở đây thì mình sẽ sử dụng một em card đến từ AMD luôn, và phiên bản được mình lựa chọn đây cũng đến từ Acer, anh em nhìn cái tên là biết luôn. Thì phiên bản của mình lựa chọn là RX 6700XT. Với 6700XT, rõ ràng với những mẫu card của AMD, đa số anh em sẽ thường quan tâm duy nhất đến khía cạnh là thuần gaming thay vì làm việc, cũng là một điều dễ hiểu thôi, bởi vì ngay trên chính vỏ hộp thì Acer cũng đã ghi luôn là cái mẫu card này hỗ trợ chơi game tốt nhất ở chế độ phân giải là 2K, tức là 1440p. Khi mà anh em chơi game thì mình nghĩ anh em cũng nên quan tâm đến những cái mẫu màn hình ở những cái tựa game hỗ trợ 2K để tốt nhất, bởi vì chúng ta có thể trải nghiệm một cái mượt mà và đẹp hơn. Thì dành cho anh em nào quan tâm thì khi mà chúng ta chơi game trên độ phân giải là 2K thì chúng ta sẽ cần một mẫu màn hình tốt để có thể lựa chọn. Thì ở đây mình sẽ sử dụng mẫu màn hình đến từ LG với tên mã là LG 27GP850, được thiết lập ở chế độ phân giải 2K, và đây là mẫu màn hình
có tần số quét rất cao là 165Hz và thậm chí có thể lên đến là 180Hz. Đầu tiên thì như thường lệ vẫn là LOL. Đây là tựa game sử dụng engine khá cũ rồi, thế nên chỉ tập trung vào khía cạnh đơn nhân. Qua đấy thì chúng ta có thể thấy được cái sức mạnh của cả CPU lẫn GPU. Và do một tựa game rất nhẹ nên mức load của GPU dụng rất thấp, vừa load và vừa chơi thì chắc chắn là mức FPS là rất cao, khoảng 200 FPS, và nếu như anh em nào có điều kiện thì hoàn toàn có thể chơi game ở trên độ phân giải là 4K. Với CSGO, thực tế đây vẫn là một tựa game phụ thuộc khá nhiều vào CPU. CPU sung cao, ổn định thì FPS mới có thể ổn định được. Thì anh em hoàn toàn có thể thấy được ở đây thì mình đã thiết lập là hai setting và cái mức FPS đạt được là từ 200 cho đến 300 FPS ở trên độ phân giải là 2K, hai setting. Khi chuyển sang một tựa game mới hơn, đó chính là Valorant, sinh sau đẻ muộn thế nên tối ưu cực kỳ tốt. Khi mà cái mức FPS duy trì trung bình là hơn 300 FPS và một số trong những trường hợp thì hoàn toàn có thể đạt được là hơn 600 FPS. Với game Applied thì cũng có rất nhiều tựa game và tùy từng tựa game sẽ cho những kết quả khác nhau. Và ở đây thì mình sẽ test với hai tựa game là Shadow of Tomb Raider và Horizon Zero Dawn. Và mình test ở chất độ phân giải là 2K và tất nhiên sẽ phải max setting toàn bộ thì cái mức FPS trung bình sẽ từ 80 cho đến 100 FPS. Và dĩ nhiên với cái mức trải nghiệm 2K mà những tựa game apply thì cái mức FPS mang lại như vậy là rất tốt. Nếu mà để đánh giá thì hầu hết những cái sản phẩm thuộc line cũ của AMD tính tới thời điểm hiện tại thì đều có cái lợi thế, đó chính là có một thiết kế rất đẹp và mức giá sản phẩm sẽ giảm theo thời gian. Anh em hoàn toàn có thể cân nhắc và lựa chọn ở trong tương lai. Thì với những cái yếu tố ảnh hưởng đến trực tiếp hiệu năng như là CPU AMD Ryzen 5 5600X và cái yếu tố nâng cấp liên quan đến tương lai khi mà anh em thay card đó ạ, đó chính là một mẫu main thì một bên 550TF Gaming đã support được rất tốt rồi. Anh em có ý kiến gì với cái combo mình mang đến cho anh em ngày hôm nay không? Hoặc là anh em có combo khác tốt hơn thì đừng quên để lại ý kiến ở ngay dưới mục bình luận của video. Hẹn gặp lại anh em trong video sau.